Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại di tích lịch sử cấp quốc gia Thành Bàn Phủ, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm lần thứ 253 ngày mất của cụ Hoàng Công Chất năm 1769 năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Di tích Thành Bản Phủ từ lâu đã gắn liền với tên tuổi của vị thủ lĩnh áo vải Hoàng Công Chất cùng nhân dân các dân tộc Mường Thanh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ miền biên cương Tổ quốc vào thế kỷ 18. Hàng năm cứ vào dịp 24-25 tháng 2 âm lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên long trọng tổ chức các hoạt động nhằm tưởng nhớ công ơn của cụ Hoàng Công Chất và nghĩa quân. Lễ dâng hương cụ Hoàng Công Chất lần thứ 253 năm 2022 được tổ chức sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Mặc dù phải điều chỉnh quy mô để phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên buổi lễ vẫn diễn ra với nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa. Năm nay thì do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID, nên huyện, ban tổ chức của huyện cũng họp bàn là sẽ tổ chức cắt giảm các nội dung liên quan phần hội, còn vẫn tổ chức phần lễ diễn ra bình thường. Các cái nghi lễ vẫn thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước. Đấy, cũng qua cái buổi lễ thì cũng nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa và cũng làm ghi nhớ cái công ơn của thế hệ cha đi trước. Trong khuôn khổ lễ dâng hương năm nay, ban tổ chức đã tiến hành các nghi thức tế lễ nhớ công ơn cụ Hoàng Công Chất và hoạt động trưng bày tranh ảnh nghệ thuật, triển lãm ảnh du lịch Điện Biên, không gian văn hóa Việt, lịch sử nghĩa quân Hoàng Công Chất, ký ức Điện Biên tại nhà trưng bày khu di tích Thành Bản Phủ. Đông đảo người dân đã đến tham dự và hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc tại đây. Tôi đã tham dự lễ hội đền Hoàng Công Chất này rất là nhiều năm rồi, nhưng mà vì là dịch nên là năm ngoái không tổ chức, năm nay thì mới tổ chức lại. Mặc dù quy mô không được như năm trước, nhưng mà cũng được sự quan tâm của các cấp thì năm nay được tổ chức lại. Những người dân như tôi được tham dự những hội như này thì cũng rất là phấn khởi. Tôi cũng được đi tham quan, được trải nghiệm, được tìm hiểu về vị tướng Hoàng Công Chất ạ. Đây là cũng là cái lịch sử của Điện Biên, lịch sử của Điện Biên mình. Ông Hoàng Công Chất từ ở Thái Bình lên đây mà đánh giặc loại xâm mà hy sinh ở đất này. Tôi mong muốn rằng các con cháu thế hệ về sau này mình phải nhớ ơn được những cái lịch sử của những người đã khuất mà hy sinh cho mình để xây dựng cho mình một đất nước đẹp như thế này. Được quan tâm và tổ chức thường niên, lễ dâng hương tưởng niệm cụ Hoàng Công Chất không chỉ là hoạt động tín ngưỡng đặc sắc mà còn là sự kiện văn hóa ý nghĩa nhằm duy trì và phát huy những truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc. Qua đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn thịnh.